Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Series 110 phục dựng hết bài với cái dàn đồ chơi đắt tiền. Các bạn tên là Lâm, chính là người chủ của chiếc Series độ hôm nay. Chuẩn bị, chúng ta hãy nói về con xe này độ rất là gọn gàng, nhưng hút được một loạt những món đồ chơi xịn sò. Ước tính tổng chi phí cái chiếc Series độ hôm nay gấp từ 2 đến 3 lần cái xác xe. Ở bên tay trái, chiếc xe của Hồng này được nâng cấp rất là khủng khi trang bị cụm nắp Rainbow Quickstart Quickstar đi cùng với bình dầu Munamichi đồ chơi làm khổ chứa dầu. Riêng cái phần cụm có lẽ là to lớn ở phần đầu nên đã lên luôn dây áo cắt khoét khá nhiều, tuy nhiên vẫn đẹp và không phá đi nét đẹp nguyên bản của con xe. Trang bị thêm cho được tay lái thì đến từ Holden kẹp cổ với hành trình là 7m, đi kèm với hai nút chỉnh nặng nhẹ để kiểm soát phần đầu xe cho độ cao. Đây chính là một trang bị lắp thêm nên khó tránh khỏi bị cắt khoét dây áo. Hai bên tận dụng cái cụm công tắc rời của dòng lạnh X4 150 cái đời 2020. Ở giữa còn có một đồng hồ điện tử nữa muốn lắp cho cái con Series 110. Ngoài câu lại dây điện còn phải chế được cái phần nhựa bờ cổ. Hệ thống phanh của chiếc Series 110 hôm nay được nâng cấp rất mạnh mẽ, để có Rainbow Oversize đi cùng lầm nhôm CC, kết hợp cùng heo Rainbow Blitz 2 bit xứng. Đây chính là mẫu heo mức giá ngất ngưỡng tầm khoảng 10 triệu đồng. Để gắn hoàn chỉnh, người chủ phải gia công phát nhôm CC chạy từ máy, độ chính xác cực kỳ cao trong từng chi tiết, được hiện qua một cái bản vẽ từ máy tính với những tính toán rất là kỹ lưỡng. Tiếp đến, ta thấy được một ít đồ chơi Titan, bao gồm cái cần số chân chấm của con xe. À, tí nữa ở đây chúng ta còn thấy một vài chi tiết Titan cực khủng. À, tiếp đến, chúng tôi mất nhiều hơn về cái phần của OS bình dầu điện dành cho cái dòng xe sử dụng với chiều cao tương đương một xin là 275. Còn ở đây cũng là vài món đồ chơi mất tiền, ví dụ như cái cản sao, cái đũa giữ cái máy đùm và quan trọng nhất là full nguyên cái bộ Titan được gia công dành riêng cho cái dòng Series sử dụng. Riêng cái phần niền là cái dòng là SL Rim, mức giá đỏ hơn 10 triệu một cặp. Future 105 lên những món đồ chơi đẹp lạ, được trang bị nhiều món đồ chơi kiển làm mát mắt người xem. Cái con quay 100 thì hôm nay được phối cho mình một cái gam màu là xanh nhám cực kỳ nổi bật, đi kèm với những món đồ chơi được tinh chỉnh thiết kế cho nó gọn gàng, giúp em ấy vẫn giữ được cái kiểu dáng vốn có của riêng mình. Chia sẻ mình muốn gửi đến các bạn chính là cái cụm thắng Rainbow phiên bản dành cho phân khối lớn, mức giá khoảng 3 triệu. Theo như người chủ chia sẻ thì piston của cụm hơi lớn, tận dụng heo zin hơi khó, chính vì thế độ tay này người chủ cũng nâng cấp lên heo dầu bên dưới. Với một phiên bản heo Rainbow 4 bit để xứng tích hợp sẵn cái phát phù hợp cho cái phục của chiếc Future S, thì cả cái xa đĩa đồ chơi cho bản độ hôm nay cũng đã sổ. Bên cạnh đó là con heo là dây dầu heo được bấm đầu, cái đĩa thắng là sẵn đến từ Dragatex. Cái rổ này độc lạ, do là H2C sản xuất. Cái phần nắp đậy ở phía bên ngoài cũng rất độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với rổ xin mà ta hay thấy. Ngay cả cái phần rổ này mình cũng nhận thấy được che chắn khá nhiều nên để nhiều vật dụng hạn chế để tránh bị ướt. Nằm gọn gàng cái sự mini nhỏ bé, đó chính là cây chụp cổ, bạn đã thấy tin được không? Đã thấy nó rất là dễ dàng khó lắp, tuy nhiên thấy bắt cũng vô cùng hiểm, có thể bị bất chậm khi gửi xe đâu đó. Có hai lý do là vị trí hai cái lỗ ốc được làm hoàn toàn phía bên ngoài, xung quanh lắp máy ốc inox và cái cổ bồ chất liệu nóc. Hai tấm chơi sau được nâng cấp bằng phục Holden bình dầu liền nằm trên sản xuất dành cho quay phim và Future với tổng chiều cao là 320. Có cái phần chân được thiết kế tương tự như sim nên cũng không cần chế chấp bất kỳ chi tiết nào ngoài phần nhựa nhám. Dàn chân tận dụng cái mâm của BRT đang cực kỳ hot hiện nay trên thị trường, mức giá khoảng 2 triệu một cặp. Và đây chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại tổng thể cái chiếc xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên nhớ like, share, subscribe.